Xin đồng nhiên chào đón các vị đại biểu, khách quý về dự lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin nghĩa liệt chào mừng! Lời đầu tiên cho phép tôi và người đồng hành với tôi hôm nay, thầy Lý Văn Toàn, xin được gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thành công, rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa thầy giáo, cô giáo, kính thưa toàn thể các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, mở màn chương trình hôm nay là bài đồng diễn của thầy trò và các em học sinh toàn trường chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam có tựa đề Việt Nam ơi. Xin kính mời quý vị cùng đón xem bài đồng diễn, xin được bắt đầu. Thank you.
toàn thể các em học sinh. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Việt Lâm. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, thay mặt chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã về dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của trường. Xin được gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, hòa chung không khí tương mừng rộn ràng, hân hoan cả nước kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để các nhà giáo chúng ta gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những tháng ngày công tác, học tập mang đầy kỷ niệm và chan hòa tình cảm của những chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Với tư cách là hiệu trưởng, được phát biểu trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trọng đại này, trước hết tôi xin được nhắc đến lời dạy của một triết gia, chính trị gia người Trung Quốc, Khổng Tử. Ông đã khẳng định kế sách trăm năm là phải lo cho việc chồng người. Lời dạy này một lần nữa được Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã căn dặn: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, để nói lên tầm quan trọng của công tác giáo dục đào tạo thế hệ đời sau mà các thầy giáo cô giáo chúng ta là những người vinh dự được đảm nhận trách nhiệm lớn lao này. Kính thưa quý vị đại biểu, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao biến đổi của xã hội, có lúc vai trò của nhà giáo chúng ta bị lu mờ đi, khiến hiến chương nhà giáo phải nhấn mạnh đến việc đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần đáng có của các nhà giáo. Và có những lúc ngay chính một số nhà giáo chúng ta đã bỏ cuộc, đã xa ngã, từ bỏ con đường vinh quang của nghề dạy học. Nhưng nói chung, đại đa số nhà giáo chúng ta vẫn kiên trì theo đuổi nghĩa vụ cao cả của mình, đào tạo thế hệ mai sau, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển như hiện nay. Nhà giáo chúng ta xứng đáng nhận được sự tôn vinh của toàn xã hội. Trong ngày vui hôm nay, cũng như trong suốt quá trình lịch sử phát triển, văn hóa, văn minh của đất nước, chúng ta có quyền hãnh diện khi học sinh tôn vinh chúng ta qua những bó hoa tươi thắm, qua những lời xưng tụng chân thành, qua những thiệp chúc mừng nhiệt tình, qua tiếng hát, lời ca tha thiết. Nhà giáo chúng ta phải nhớ rằng hình ảnh của người thầy hôm nay không còn là hình ảnh của ông đồ già ngày xưa chỉ cặm cụi rót kiến thức cho học sinh thụ động tiếp thu, mà các thầy giáo chúng ta hôm nay phải hướng dẫn để học sinh có thể chủ động trong học tập, tìm tòi nghiên cứu, phát triển phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân. Còn đối với các em học sinh, cũng như ngày hiến chương các nhà giáo hôm nay, tôi nhắc nhủ các em hãy luôn tôn trọng, vâng lời thầy cô, tiếp tục cố gắng học tập dưới sự dẫn dắt của các thầy cô giáo, luôn cố gắng học tập và tu dưỡng để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Các em nên nhớ rằng con ơn cha là nhà có phúc, và học trò hơn thầy là điều kiện tất yếu để đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc. Trong lễ kỷ niệm hôm nay, bên cạnh những thầy giáo, cô giáo đang công tác tại trường, chúng ta vui mừng được tiếp đón những đồng nghiệp đã về hưu, nhưng trong lòng vẫn quyến luyến những kỷ niệm của tháng ngày còn đang dạy học. Những đồng nghiệp đã cống hiến hết mình, góp phần làm nên bề dày thành tích của nhà trường như ngày hôm nay. Trong không khí trang nghiêm, cảm động của buổi lễ, với sự hiện diện của các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác, với những bó hoa tươi thắm, những lời chúc chân thành, những bài phát biểu tự đáy lòng, những câu hát thấm thía tình nghĩa thầy trò, chúng ta mong rằng thế hệ thầy giáo cô giáo chúng ta ngày nay và mai sau luôn là những tấm gương tiêu biểu làm sáng danh thiên chức nhà giáo Việt.
chắc chắn rằng vị thế của nhà giáo ngày càng được tôn vinh và nghề dạy học vẫn sẽ là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Cũng trong ngày vui hôm nay, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua. Nhà trường mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Các thầy, các cô hãy luôn tận tâm với nghề, yêu nghề, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo trong sáng, phấn đấu xây dựng nhà trường luôn xứng đáng là một môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và đồng thời quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp của học sinh. Tôi cũng tha thiết đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo, giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cuối cùng, cho phép tôi thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các vị đại biểu khách quý, các cựu nhà giáo, các bậc phụ huynh đã đến dự chung vui nhân ngày hội truyền thống cùng các thầy giáo, cô giáo trường tiểu học thị trấn Việt Lâm. Xin kính chúc các